Đi vào cái bờ hồ ở Calaroy Springs này cả nhà, dắt mấy đứa nhỏ cho nó đi chơi. Lo lời hay xíu nó chạy mất tiêu hết rồi. Cảnh thiệt là đẹp luôn, trong lành, khí hậu thì mát, xe lạnh. Đợi ba đi. Ở dưới kia đẹp ghê hả? Ở dưới kia kìa. Phạt lối đi chứ gì. Em chiều. Mấy giờ. Ôi đụng người ta. Ông công trời ở trên đây xong rồi nè. Khu này người ta xây xong rồi nè. Người ta đi ra ngoài nhiều lắm. Đi. Anh Diệu ơi. Đi chơi. Ừ. Bông vàng ha, ở trên. Cái này bông mai á hả? Không phải cái bông mai của Úc đâu. Đặc trưng của hồ mai nó đẹp. Ở mấy cái trường học hay trồng nó lắm. Nó là màu xanh với màu vàng. Hết đâu rồi hả? Thì cái gượng hả? Gượng mắc cỡ đi. Bị dẻo rồi. Ở cho nó ra vòng trước sau nó cũng tới à. Ồ. Rồi đi tập thể dục cũng khỏe ha. Đẹp quá. Where are you Austin? I don't know. He gone. Chạy đi. Come on. We're my Austin. Đây là tòa cảnh ở hồ Calaroy Springs. Đó, ở phía trước kia là những dãy nhà hàng, nhà đồ đó. Người đi tập thể dục, tản bộ, thư giãn thì đi trên những cái con đường như thế này. Thì có những cái công viên nhỏ nhỏ, xinh xắn rồi cho trẻ con nó chơi. Gì? Lại chơi với anh đi. Có trình chơi được không? Có trình chơi được không?
Và Nhung xuống kia vẫn ngồi, vẫn ngồi dưới đây. Ừ, đạp đi, cố lên. Dạ anh Triều. Đi slide, ok. Go. Cho nó dơ. Ở trên đó nó ướt á. Lại cho gì ăn nè, Austin. Ui, dì tên chạy tới kìa. Đưa cho nó ăn. Cầm lên tay cho nó mổ. Mổ đầu mà. Con cầm trên tay nó mới tới thôi nè. Ừ. Ừ, mấy con này nó dạng hơn, chim trắng này nó nhát hơn. Nó dịt đen không à? Con cho nó ăn ngay, con đưa ra kêu cho nó tới nó mổ. Quăng dưới nước nè, quăng dưới nước. Quăng cho con chim trắng không bắt ăn lại không? No. Cho chim ăn đi, bóc ăn lại. Kìa bây giờ nó tập hợp gì vậy? Bữa nay chim nó ít ha, nó đi đâu hết rồi? Nó lạnh nó trốn rồi, nó đợi đi đâu rồi chưa ra. Ui, dừa trên đây nữa. Chim không à? Không, nhưng mà nhóm bữa nay nó ít á. Mấy bữa là nó thấy nó bay đùng 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 về. Có trình cho chim ăn ngay. Ha, ha, ha.